Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi xem chỉ tay, xem tướng bàn tay để biết tình yêu và sự nghiệp. Về phần 1 là bàn tay ngũ hành được phân chia như thế nào? Dựa vào hình dáng của xương bàn tay và xương ngón tay, về thuật xem tướng tay chia bàn tay thành bàn tay ngũ hành lần lượt ứng với 5 tính cách dưới đây. 1 là bàn tay hình kim, còn gọi là bàn tay thực tế hoặc là bàn tay của người tài giỏi. Người có bàn tay này thường coi trọng về thực tế, không thích hào nhoáng, có ý chí phấn đấu, thường là cuộc sống rất trong sạch và có thể là người rất trường thọ, nhưng về khuyết điểm của họ là hơi bảo thủ, đôi khi còn rất keo kiệt. 2 là bàn tay hình mộc, còn gọi là bàn tay triết học hoặc bàn tay trí thức. Người có bàn tay này thường có chỉ số thông minh rất cao, có tinh thần ham học hỏi, là người nhẫn nhục và chịu đựng, tính tình cởi mở, sống theo lý trí, không sợ khó khăn và gian khổ. Tuy nhiên, họ lại hay quan tâm đến những lời nhảm nhí. 3 là bàn tay hình thủy, còn gọi là bàn tay tình cảm hoặc bàn tay nghệ thuật. Người có bàn tay này thường có chỉ số thông minh rất cao, sống một cuộc sống rất lạc quan và rất biết thông cảm với người khác, thường là người năng động, đa tài và tuy nhiên lại phô trương sĩ diện, sống khéo léo nhưng đôi khi quá lãng đạm, làm việc thường bỏ dở giữa chừng. 4 là bàn tay hình hỏa, còn gọi là bàn tay tâm linh hoặc là bàn tay lý tưởng. Người có bàn tay này nhìn bề ngoài có vẻ hòa nhã nhưng lại rất nóng tính, hay dựa dẫm và ỷ lại vào người khác, có lối sống phóng khoáng, tiêu pha phung phí, đôi khi cũng rất nhẹ dạ và cả tin. 5 là bàn tay hình thổ, còn gọi là bàn tay nguyên thủy hoặc là bàn tay của người lao động. Người có bàn tay này thường là người trung hậu, làm việc chắc chắn, nhưng trong chuyện tình cảm lại tỏ ra là người rất vụng về. Còn về tướng tay hình kim có đặc điểm gì? Bàn tay hình kim có đặc điểm là vuông vức, tỷ lệ ngón tay và bàn tay là 1:1, góc cạnh rõ ràng, ngón tay dưới to, trên nhỏ, đầu của ngón tay hình chóp, xương ngón tay hình nhỏ, móng tay tròn trịa, bàn tay đầy đặn và có độ đàn hồi, da rẻ, nhẵn nhịn và sáng bóng. Người có bàn tay này thường sống giản dị, coi trọng thực tế và có ý chí và nghị lực trong cuộc sống. Một khi đã đặt ra mục tiêu thì quyết tâm thực hiện bằng được, không bao giờ nói ra rồi để đấy mà không làm. Trong quan hệ xã hội và xã giao, người này thường tỏ ra rất thận trọng, họ luôn coi trọng lời nói phải đi đôi với việc làm. Người này rất ngay thẳng và thật thà, chỉ có điều là hiền lành ít nói, đôi khi lại không biết thể hiện về mình, thiếu vẻ lãng mạn và ân cần. Nhưng nếu người có bàn tay hình kim được sống trong môi trường giáo dục tốt thì đa số đều là người có tinh thần phấn đấu, dám nghĩ dám làm, có thể trở thành nhà chính trị, nhà hoạt động xã hội hay nhà quản lý. Còn nếu sinh ra không gặp thời hoặc không được sống trong môi trường giáo dục tốt thì đa số đều là người công nhân. Bàn tay có góc cạnh rõ ràng, ngón tay trên nhỏ dưới to, đầu ngón tay hình chóp, xương ngón tay nhỏ, móng tay vuông vức. Còn người có bàn tay hình mộc có đặc điểm gì? Đối với bàn tay hình mộc có đặc điểm là bàn tay to, dài và chắc chắn. Kích thước của bàn tay thuộc loại bình thường hoặc hơi to, ngón tay nhỏ, dài và mảnh. Kích thước của các ngón tay rất đều nhau. Đầu ngón tay hình vuông có góc cạnh rõ ràng, ngón tay tương đối to, đốt ngón tay to và rõ ràng. Những người gầy thường có bàn tay kiểu này. Khi ghép lại các ngón tay vẫn nhìn thấy rõ khe ở. Cơ trên mu bàn tay lại nổi lên, trông có vẻ gồ ghề và rắn chắc. Trên bàn tay có rất nhiều đường vân, đường tình cảm và đường trí tuệ chạy tới kẽ hở của ngón trỏ và ngón giữa, tạo thành vân hình lông chim trúc xuống về đường trí tuệ chạy xéo và cong, cho thấy người này có lý trí và lập trường rất kiên định. Người có bàn tay hình mộc thường lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cho nên họ thích một cuộc sống tự lập và yên bình. Họ cũng là người tôn trọng kỷ cương và pháp luật, lại có tinh thần ham học và học hỏi,
Nói chung, ở độ tuổi 30, họ có thể tạo dựng được một cuộc sống ổn định, nhưng họ lại không có khả năng sáng tạo, sống theo lý trí mà lại rất kiêu căng và ngạo mạn và thích làm việc theo trực giác. Cho nên, không thể hiện rõ được tư tưởng của mình, cuối cùng cũng tạo nên rào cản trong quan hệ về giao tiếp với mọi người. Còn người có kiểu bàn tay này rất thích hợp với nghề công nghiệp, thương nghiệp hoặc nghề phụ của gia đình, có thể làm nhân viên kế toán, công nhân viên chức hoặc nhân viên sổ sách. Đó là bàn tay hình mộc. Còn người có tướng bàn tay hình thủy có đặc điểm gì? Bàn tay hình thủy có đặc điểm là bàn tay và ngón tay đều thon dài, trên cơ bàn tay chắc và có độ đàn hồi, đầu ngón tay bằng hoặc hơi nhỏ hơn gốc ngón tay, đầu ngón tay to và nhẵn nhụi. Kiểu bàn tay này giống kiểu bàn tay hoạt động trong nghệ thuật tướng tay của người phương Tây. Người có bàn tay này thường có cách nhìn nhận riêng về sự vật, về phương diện nghệ thuật họ cũng đạt được rất nhiều thành tựu. Rất nhiều nhà nghệ thuật trong lịch sử đều có kiểu bàn tay này. Người có bàn tay này thường là người có tâm hồn cao thượng, có phẩm chất đạo đức tốt. Họ cũng rất quan tâm đến bộ môn bói toán và tâm lý học. Họ có tôn giáo và rất tín ngưỡng nhưng lại hay mê tín và theo chủ nghĩa duy tâm. Đây là người không thích hưởng thụ đời sống vật chất, nhất là so với những người có bàn tay kiểu khác. Họ thường làm việc theo trực giác của mình, có thể kết hợp chặt chẽ tư tưởng và tiềm thức của mình, thậm chí có một số người còn có khả năng về ngoại cảm. Ngoài ra, người có bàn tay hình thủy đôi khi có thể lý tưởng hóa quá mức hay ảo tưởng, ít khi bắt tay vào thực hành, luôn thích ăn mặc khác người, trông có vẻ như chạy theo mốt nhưng thực ra lại là một biểu hiện của nỗi thất vọng về đời sống thực hiện. Họ nhạy cảm, yếu đuối, rất quan tâm đến cảm nhận của bản thân. Họ thường bị tác động bởi những lời nói vô tình của người khác. Họ cho rằng những lời nói đó làm tổn thương đến họ, và trong cuộc sống, khi gặp khó khăn và trắc trở, họ thường buông xuôi, tiêu cực nên không thể nào khá lên được. Đó là bàn tay hình thủy. Còn tướng người có bàn tay hình hỏa có đặc điểm gì? Về bàn tay hình hỏa có đặc điểm là bàn tay hình chữ nhật, tức là bàn tay thuôn dài, ngón tay ngắn hơn bàn tay. Về phần thịt trên bàn tay mềm mại, gốc ngón tay to, từ đốt thứ hai của ngón tay trở lên nhỏ dần, đầu ngón tay nhỏ, tròn, mềm, có thể uốn cong về phía mu bàn tay một cách rất tự nhiên. Người có bàn tay này thường dồi dào sinh lực, năng động và tháo vát, thích phá vỡ bầu không khí yên lặng của cuộc sống, ưa thử thách, thích cuộc sống có tiết tấu nhanh. Ngoài ra, họ có thể tận dụng thời gian một cách hữu hiệu, có thể làm nhiều việc một lúc, rất nhiệt tình và mạnh mẽ, về tinh thần trách nhiệm rất cao, do đó rất có thể trở thành người lãnh đạo đáng tin cậy trong đoàn thể hoặc một tổ chức nào đó. Đó là người có bàn tay hình hỏa. Vì họ rất thích đối mặt với thử thách nên rất được nhiều người trong số họ thường dồn hết sức lực vào các hoạt động thể thao, và họ cũng có thể đạt được thành tích đáng tự hào, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục đó. Đồng thời, do người có bàn tay hình hỏa có ý chí kiên cường, không đạt được mục đích, không chịu thôi, lúc nào cũng muốn thử thách và thử sức chịu đựng tối đa của mình, cho nên những người này dễ bị tổn thương hoặc tai nạn hơn những người khác. Vì vậy, người có bàn tay hình hỏa phải hết sức lưu ý trong cuộc sống. Về tướng tay của người có bàn tay hình thổ có đặc điểm gì? Bàn tay hình thổ có đặc điểm là bàn tay hình vuông, các ngón tay mũm mĩm trông đáng yêu. Vì bàn tay tương đối ngắn nên cũng tạo cho người cảm giác về bàn tay rắn chắc. Trong tướng thuật của người phương Tây cho rằng người có bàn tay này thì tính tình lỗ mãng, có ham muốn về sinh lý cao. Có thể nói là do người có bàn tay này có làn da mềm mại, tuy nhiên hình dáng của bàn tay lại khiến mọi người có cảm giác là người đó rất vụng về. Tuy nhiên trên thực tế thì bàn tay kiểu này gọi là bàn tay thực dụng. Người có bàn tay này tuy bảo thủ nhưng trong cuộc sống về thực hiện thì họ tương đối hòa đồng. Họ luôn nhìn nhận cuộc sống bằng thái độ tích cực và lành mạnh. Họ không sợ khó khăn và gian khổ. Dù có khó khăn đến mấy, họ cũng quyết tâm vượt qua.
Họ có tư thái và tác phong của người đi đầu. Hơn nữa, trong chuyện tình cảm, họ cũng thể hiện mình là người bạn hoặc người yêu rất đáng tin cậy. Ngoài ra, người có bàn tay hình thổ rất nhạy bén, họ không thích bị ràng buộc mà thích đón nhận bầu không khí trong lành của thiên nhiên, thích tận hưởng cảm giác hòa bình và thiên nhiên. Do vậy, họ thích sống ở quê hơn sống chốn đô thành. Điều này có lẽ là do thiên nhiên luôn mang lại cho họ cảm giác an toàn và ổn định hơn. Đó là người có bàn tay hình thổ. Về tướng tay, có kiểu giống nhau có thể mắc chung một căn bệnh không? Qua đôi bàn tay, chúng ta có thể biết được những thông tin về tình hình sức khỏe của mọi người. Đó là những thông tin hữu ích giúp chúng ta có thể phòng tránh bệnh tật một cách hữu hiệu. Về các nhà tâm lý học chỉ ra rằng người có cùng một đặc điểm và tính cách có thể mắc chung một số căn bệnh giống nhau. Điều này cũng đã được chứng thực trong thuật xem tướng tay. Đó là người có kiểu bàn tay giống nhau rất có thể sẽ mắc chung một căn bệnh. Người có bàn tay hình thổ hay ảo tưởng và dễ mắc các bệnh phong thấp. Ngoài ra cũng phải chú ý tránh hình thói quen lạm dụng thuốc và nghiện rượu. Người có bàn tay hình hỏa có sức sống dồi dào, dễ mắc các bệnh về tim mạch. Ngoài ra cũng dễ bị kích động và xảy ra nhiều điều bất trắc. Điều cần chỉnh về nhịp sống để tâm hồn và thể chất được hài hòa. Còn người có bàn tay hình thổ rất điềm tĩnh và thận trọng. Người này có thể do chịu quá nhiều áp lực mà mắc các bệnh về dạ dày. Do vậy phải có kế hoạch tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hay đi du lịch để giải tỏa tâm trạng. Về qua tướng tay, làm thế nào có thể biết được hai người có hợp nhau hay không? Hai người đều có bàn tay hình thổ là một cặp tình nhân lý tưởng. Họ có thể tạo nên một mối quan hệ ổn định. Người có bàn tay hình thổ có thể làm cho người có bàn tay hình hỏa với tính cách thất thường và trở nên ổn định hơn. Còn người có bàn tay hình hỏa với bản tính kiên trì nhẫn nại có thể nhận được rất nhiều lời khuyên có ích từ người có bàn tay hình thổ. Người có bàn tay hình thổ là người có bàn tay hình thủy có tính cách rất khác biệt, do vậy họ rất khó trở thành một cặp hòa hợp. Người có bàn tay hình thổ cho rằng người có bàn tay hình thủy quá lý tưởng hóa, còn người có bàn tay hình thủy thì cho rằng người có bàn tay hình thổ quá ngốc nghếch. Nếu hai người đều có bàn tay hình hỏa, trong tình yêu sẽ luôn tràn đầy kích thước và nhớ nhung. Chỉ cần hai người tôn trọng lẫn nhau là có thể giữ được mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Người có bàn tay hình hỏa và người có bàn tay hình thủy có cách bày tỏ về tình yêu giống nhau, còn về tính cách giữa họ cũng không có nhiều điểm khác biệt. Nói chung, họ là một đôi uyên ương và hạnh phúc. Hai người có bàn tay hình thủy thì có sở thích chung, đó là cùng đam mê về nghệ thuật. Họ quan tâm đến đời sống tinh thần hơn là đời sống về hiện thực. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức Tử Vi về tướng số của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.